đầu tiên đi học, cô vỗ về an ủi, chao ôi sao thiết tha. Cảm xúc về ngày đầu tiên đi học lại ùa về mơn man trong lòng. Để cảm xúc ấy được bay bổng thành cảm xúc đẹp, gắn mãi với thời gian, cô xin giới thiệu với các em truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh, một tác phẩm có tuổi đời hơn 70 năm mà cứ đến ngày khai trường, ai ai cũng bồi hồi ngẫm đọc. Truyện ngắn Tôi đi học giúp các em cảm nhận được tâm trạng bồi hồi, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật tôi ở buổi tụ trường đầu tiên trong đời. Thấy được ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, gợi dư vị trữ tình man mác của Thanh Tịnh. Đến với phần 1 La Mã, đọc và tìm hiểu phần chú thích. Cô mời các em chiêm ngưỡng chân dung nhà văn Thanh Tịnh. Các em cần đọc chú thích để tìm hiểu về cuộc đời ông. Cô lưu ý các em phần phong cách viết văn của ông, vừa dịu dàng nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lại thấm sâu, trầm buồn và quyến luyến. Đọc câu chuyện theo đúng dòng tâm trạng của tác giả, chúng ta mới thẩm thấu hết ý vị mà tác giả gửi gắm. Ở đây, vì thời gian có hạn, cô chỉ đọc một đoạn ngắn thôi nhé. Tôi đi học. Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tụ trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Nhưng lần này lại khác. Trước mặt tôi, trường xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm bụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy, để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Nhưng tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc bài viết tập Tôi đi học. Truyện ngắn là thể loại của văn bản Tôi đi học. Phương thức biểu đạt chính là tự sự xen với miêu tả và biểu cảm. Nội dung của truyện là những kỷ niệm mơn man của buổi tụ trường qua dòng hồi tưởng của nhân vật tôi. Trạng vừa hồi hộp vừa ngỡ ngàng của một cậu bé 7 tuổi được thể hiện qua hình ảnh chi tiết nào? Chính tâm trạng vừa hồi hộp vừa ngỡ ngàng đã khiến con đường quen thuộc thành xa lạ, khiến bộ quần áo trở nên trang nghiêm và khiến hành vi muốn xin mẹ cầm thử bút thước để chứng tỏ là mình đã lớn. Tới tuổi thơ hồn nhiên đáng yêu là thế. Vừa thấy mình đã lớn trên con đường cùng mẹ đến trường, bây giờ cậu lại thúc thiết khóc. Em hãy tìm những chi tiết chứng tỏ tâm trạng ngỡ ngàng của nhân vật tôi trên sân trường. Cậu bé quan sát sân trường, quan sát mọi người,
Cậu ngỡ ngàng vì môi trường cũng biến đổi. Cậu cảm thấy mình bé nhỏ, rồi cậu khóc khi sách rời tay mẹ. Một thế giới mới đang mở ra, thế giới của tri thức. Nơi ấy, chỉ một mình cậu phải vật lộn, phải thay đổi để đón nhận và chinh phục nó. Ta tìm hiểu phần 3, tâm trạng của nhân vật tôi trong lớp học. Tôi nhìn chỗ bàn ghế tôi ngồi rất cẩn thận, làm nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi, sự quyến luyến tự nhiên và bất ngờ. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ, chính là các chi tiết làm sáng thêm cho tâm trạng ngỡ ngàng của cậu bé. Nhà văn Thanh Tịnh đã bồi hồi ghi lại một cách tinh tế và giàu cảm xúc kỷ niệm khó quên của một đời người. Trình bày cảm nhận của em về thái độ cử chỉ của người lớn đối với các em bé lần đầu đi học. Các phụ huynh đều chuẩn bị cho con em ở buổi tụ trường đầu tiên, đều trân trọng tham dự buổi lễ quan trọng này. Có lẽ các vị cũng đang lo lắng hồi hộp cùng con em mình. Ông Đốc là hình ảnh một người thầy, một nhà lãnh đạo rất từ tốn bao dung. Thầy giáo trẻ dạy cho học sinh lớp mới cũng chứng tỏ là một người vui tính, giàu tình yêu thương. Qua hình ảnh về người lớn, chúng ta nhận ra trách nhiệm tấm lòng của gia đình nhà trường đối với thế hệ tương lai. Đó là một môi trường giáo dục ấm áp, một nguồn nuôi dưỡng các em trưởng thành. Sức cuốn hút của tác phẩm luôn nằm ở phần đặc sắc nghệ thuật. Nhà văn đã sử dụng nhiều nghệ thuật điêu luyện, nhưng sinh động nhất là nghệ thuật so sánh. Các em quan sát ba hình ảnh so sánh, ta thấy nhà văn đã chủ động tìm những hình ảnh thiên nhiên tươi sáng như hoa tươi, chim non, bầu trời, mây bay, núi non. Các hình ảnh ấy lại được nhân hóa lên đẹp một cách lãng mạn, say lòng. Hoa thì cười tươi, mây bay qua núi, chim non thì ngập ngừng e sợ trước hành động lần đầu tập bay của mình. Cũng nhờ các hình ảnh so sánh mà truyện Tôi đi học thêm mang mát trữ tình trong trẻo. Nếu nghệ thuật đặc sắc khiến tác phẩm hấp dẫn thì sức cuốn hút lại gắn liền với chủ đề và cách xây dựng truyện. Các em hãy đánh số đúng vào ô trống, đánh số 1 vào ô chứa nội dung đặc sắc về nghệ thuật, đánh số 2 vào ô chứa nội dung sức cuốn hút của tác phẩm. Các em hãy nhìn xem hình ảnh thiên nhiên, ngôi trường và các chi tiết so sánh, ta đánh số mấy? Đánh số 2. Bố cục theo dòng hồi tưởng, cảm nghĩ của nhân vật theo trình tự thời gian. Số 1. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kể, tả và bộc lộ cảm xúc. Số 1. Tình huống truyện. Số 2. Tình cảm ấm áp trìu mến của những người lớn đối với các em nhỏ lần đầu đến trường. Ta đánh số 2. Như vậy, đặt mình vào hoàn cảnh của cậu bé ngày đầu tiên đi học trong truyện ngắn, em cảm nhận được gì về tâm trạng của cậu bé? Đó là tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật tôi ở buổi tụ trường đầu tiên trong đời. Qua truyện ngắn này, em hãy nhận xét về phong cách viết văn của nhà văn Thanh Tịnh. Ngòi bút văn xuôi của nhà văn Thanh Tịnh giàu chất thơ, gợi dư vị trữ tình mang mát. Các em học thuộc phần ghi nhớ trong sách giáo khoa nhé. Sang phần luyện tập. Bài tập số 1, các em phát biểu cảm nghĩ của mình vài dòng thôi về cảm xúc của nhân vật tôi trong truyện ngắn Tôi đi học. Dưới đây là hướng dẫn cách làm bài, các em có thể làm vào bài tập của mình nhé. Bài tập số 2. Em viết một bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên. Đây là hướng dẫn cách viết. Các em chú ý thể loại biểu cảm, nội dung thì các em trình bày cảm xúc ấn tượng của em trong buổi đến trường lần đầu tiên. Đây là phần dàn ý cô gợi mở cho các em. Các em làm ở trong vở bài tập nhé.
Còn đây là phần ghi bảng, có nghĩa là các em phải ghi vào trong vở bài học. Các em ghi đầy đủ nhé. Trong phần hướng dẫn chuẩn bị bài mới, tiết chúng ta cần chuẩn bị là tiết 5-6, văn bản trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng. Các em cần đọc diễn cảm tác phẩm, trả lời các câu hỏi phần cuối tác phẩm. Câu nào không thể trả lời được thì các em sẽ chuẩn bị câu hỏi để trao đổi với thầy cô. Làm bài luyện tập 1-2, sách giáo khoa, trang chính trong vở bài tập. Cảm ơn các em đã theo dõi video của cô. Hẹn các em trong một video khác.